Chuyên đề giáo dục và tri thức xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, huyện vùng cao A Lưới là nơi chung sống của đồng bào các dân tộc thiểu số như Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều, Pa Co. Có một thực trạng chung đang diễn ra là ngôn ngữ của các dân tộc này ngày càng bị thu hẹp phạm vi và tần suất sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Mặt khác, những ngôn ngữ này trước đây vốn không có chữ viết, vì vậy việc bảo tồn các giá trị văn hóa khác nhau cũng gặp rất nhiều khó khăn. Một chương trình thí điểm dạy chữ viết cho các học sinh của các dân tộc Pa Co, Tà Ôi, Cơ Tu đã được triển khai, mang lại nhiều hy vọng về việc bảo tồn, lưu giữ ngôn ngữ của các dân tộc này, cũng như nhiều giá trị truyền thống đang ngày càng có nguy cơ mai một dần. Trong số những ngôn ngữ được sử dụng phổ biến ở huyện A Lưới, thì Tà Ôi là ngôn ngữ có chữ viết sớm nhất, được thầy giáo Kuno Hồ Ngọc Mỹ sáng tạo. Sau này, bộ chữ viết này được các nhà ngôn ngữ hoàn thiện và biên soạn thành một bộ từ điển Tà Ôi Việt được sử dụng rộng rãi. Chữ viết này cũng dựa trên cách phiên âm tiếng Tà Ôi bằng cách sử dụng hệ chữ viết Latin như cách phiên âm sang tiếng Việt trước đây. Trên nền tảng của bộ chữ viết này, tiếng Tà Ôi và một phương diện gần khác là tiếng Pa Co được xem là ngôn ngữ có chữ viết khá sớm. Tuy nhiên, bộ chữ viết này không được dạy một cách rộng rãi ở các trường học, mà chỉ có một số cá nhân sử dụng cho các mục đích khác nhau. Vì vậy, việc triển khai chữ viết của các dân tộc này ngay ở cấp tiểu học là vấn đề hết sức quan trọng, tạo tiền đề để bảo tồn ngôn ngữ, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc này. Thí điểm chữ viết Pa Co, Tà Ôi, Cơ Tu trên địa bàn Lưới hiện nay là có một cái ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi vì hiện nay thì các dân tộc thiểu số, đặc biệt là Pa Co, Tà Ôi thì có tiếng nói, nhưng mà chữ viết để thống nhất thì là chưa có. Thứ hai nữa là hiện nay học sinh ấy, thì cũng chưa phân biệt được, là chưa nhận diện được là chữ viết truyền thống của dân tộc mình. Như vậy, nhằm để bảo tồn, gìn giữ và phát triển về văn hóa, đặc biệt là về ngôn ngữ của dân tộc, thì cái việc mà thí điểm dạy chữ viết Pa Co, Tà Ôi trong thời điểm hiện nay, đặc biệt là huyện A Lưới, là có một cái ý nghĩa cũng rất là quan trọng. Đối với chính quyền địa phương cũng như là phụ huynh học sinh, đặc biệt là những người mà là gia làng trưởng bản, những người lớn tuổi ấy, thì họ rất là ủng hộ cái dự án này. Về phía học sinh ấy, thì đa số học sinh ấy, là cũng thích học, và cái kết quả cuối cùng thì hiện tại bây giờ là đa số học sinh là đều viết, đọc và viết được cái chữ viết Cơ Tu trong cái thời gian triển khai. Năm 2017, thí điểm đầu tiên về việc dạy chữ ở các trường tiểu học được triển khai ở Nam Đông và A Lưới. Theo mức độ phổ biến của các ngôn ngữ, huyện A Lưới sẽ triển khai dạy chữ của cả ba ngôn ngữ Pa Co, Tà Ôi và Cơ Tu. Với nền tảng là bộ chữ viết được các nhà ngôn ngữ biên soạn từ trước, việc triển khai dạy chữ ở các trường tiểu học được thực hiện khá thuận lợi. Những giáo viên bản địa được lựa chọn để tham gia tập huấn đào tạo nhằm xây dựng một chương trình dạy học hiệu quả nhất. Việc dạy chữ viết Pa Co, Tà Ôi, Cơ Tu được xem như là một môn học tự chọn với một tiết trong tuần và học song song với tiếng Việt ngay từ lớp 1. Chương trình giáo dục phổ thông thì chúng ta không chọn tiếng dân tộc thì chúng ta phải chọn tiếng Anh hoặc cái môn nào đó. Đặc biệt là nó có cái phân phối chương trình là đủ cho 35 tuần. Đấy, cho nên là về cái quỹ thời gian thì chắc chắn là chúng ta phải dạy cái gì thì chúng ta tự chọn. Đấy, cái đó là cái quan trọng của địa điểm trường. Thì ở địa điểm trường là nếu như cái thuận lợi mà khi đã có cái bộ sách hoàn chỉnh từ lớp 1, lớp 5 thì tài năng chọn cái cả. Cái thứ hai là đội ngũ, nếu như được phòng và sở mặc định cho cái đội ngũ này nó được đáp ứng ở trên cái địa bàn này thì rõ ràng là đội ngũ chúng ta cũng đỡ được một phần. Việc triển khai dạy chữ của đồng bào dân tộc thiểu số ngay từ cấp học đầu tiên nhận được sự quan tâm rất lớn của chính quyền và người dân địa phương. Rất nhiều thế hệ của các dân tộc Pa Co, Cơ Tu, Tà Ôi quan tâm giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa của mình, nhưng vẫn thiếu một công cụ hữu hiệu là chữ viết để cất giữ hiệu quả, và đặc biệt là những câu chuyện truyền miệng, những tập tục và cả những lời ca trong các bài hát dân gian. Vì vậy, việc hệ thống hóa chữ viết và giảng dạy cho cả học sinh tiểu học tạo sự đồng thuận lớn của người dân trên địa bàn. Chị thì rất vinh dự vì nói chung mình là người dân tộc, mà đặc biệt là mình dân tộc Cơ Tu. Mà cháu được học, được tiếp cận về chữ viết, về lại tiếng Cơ Tu thì chị thấy rất là tốt để mà mình gìn giữ cái nét đẹp truyền thống, cái văn hóa của mình.
cái mà việc học hành của cháu để việc tiếng ta ô như đi là bên cháu cũng rất thích thú để được đi học tập, mà tụi em bên gia đình cũng rất ưa, tại vì mình đương nhiên ở nhà cháu có nói tiếng của mình là tiếng địa phương, nhưng mà đến khi học lại tiếng phổ thông thì mình sẽ dịch ra tiếng, ví dụ như cả cụm từ mình đã nói từ địa phương của mình là những cụm từ đó, đến khi việc ra là những cụm từ tiếng Việt có như thế nào, cho nên tụi em rất thích thú và cháu cũng rất là ưa đi học. Tuy vậy, để triển khai dạy chữ Việt của một ngôn ngữ, cho dù là ngôn ngữ mẹ đẻ, vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Trở ngại lớn nhất là việc thiếu giáo viên vừa có chuyên môn, vừa am hiểu các ngôn ngữ này. Với việc dạy và đào tạo song hành bước đầu của dự án khá thuận lợi với sự tâm huyết của những giáo viên bản địa. Mặt khác, việc hệ thống hóa các chữ Việt này vẫn còn nhiều điều cần giải quyết. Ngôn ngữ vay mượn vẫn còn khá nhiều, khiến bản sắc của các chữ Việt ít nhiều bị pha trộn. Đến như mình đây, mình có thể tự hào, mình khẳng định là mình 100% hay không, chứ còn 90 đến hơn 90% mình có thể nói được ngôn ngữ của cô. Mình tìm hiểu mình có thể viết được, nhưng con mình thì ngang mức độ nói và hiểu thôi. Chứ còn mà để tiếp cận sâu hơn nữa thì mình chưa. Con mình nó chỉ tiếp cận một tiếng phổ thông thôi. Mặc dù là mình có thể nhắc nhở nó trong cuộc sống hàng ngày, mình dạy nó bằng cách là trong cuộc sống khi mình ăn cơm hoặc là trong đồ vật trong gia đình mình nói đây là cái gì, con phải phát ngôn như thế này, người dân tộc và cô mình như thế, nó học. Nhưng mà khi không có mình thì nó là nó không học, và mình sợ đến đời con đời cháu của mình chưa chắc là nói được tiếng cô. Sau 3 năm học chữ viết, dù gặp những gián đoạn do dịch bệnh, nhưng hầu hết các em học sinh đã nắm được kỹ năng cơ bản, có thể đọc và viết hầu hết các văn bản khác nhau. Đây là kết quả đáng ghi nhận sau những nỗ lực xây dựng, bảo tồn và triển khai chữ viết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện Nam Đông và A Lưới. Con thấy thú vị nhất là được biết nhiều truyền thống về dân tộc mình và được đọc và viết. Viết cũng được và con đọc cũng được. Và điều thú vị mà con thấy là chúng ta sẽ hiểu được nhiều hơn về tiếng dân tộc của chúng ta. Từ những học sinh này, việc dạy chữ sẽ được lan tỏa rộng rãi ở các đối tượng khác nhau. Đây sẽ là một công cụ hiệu quả để góp phần giữ gìn bản sắc của các ngôn ngữ Paco, Tà Ôi, Cơ Tu, đồng thời sẽ là nền tảng để lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại hội nhập ngày nay. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 18 tháng 9 đến 17 giờ ngày 30 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Đây là bước đầu tiên để các thí sinh bắt đầu quá trình nhập học. Cũng trong thời điểm này, nhiều trường đại học thành viên Đại học Huế cũng bắt đầu đón thí sinh đến trường hoàn thiện hồ sơ thủ tục nhập học. Năm nay là năm có nhiều điểm mới trong quy trình xác nhận nhập học của thí sinh, như xác nhận nhập học online trên cổng của Bộ, nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Nên Đại học Huế cũng như nhiều trường thành viên đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đón tiếp thí sinh và giải quyết những khó khăn vướng mắc nếu có. Ngày đầu tiên bắt đầu nhận hồ sơ nhập học tại trường Đại học Luật Đại học Huế, ngay từ sớm, rất đông thí sinh và cả phụ huynh đã có mặt tại trường để thực hiện thủ tục. Với đặc thù là trường có số lượng sinh viên ngoài tỉnh đông, nên trong số các thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Luật Đại học Huế, nhiều thí sinh và người nhà ở xa muốn đến trường hoàn thành sớm các thủ tục nhập học và tìm phòng trọ ổn định. Hôm nay em muốn đến thật sớm để làm cho nhanh và được các chị tình nguyện viên hướng dẫn rất là nhiệt tình. Rồi anh đến từ Buôn Ma Thuột, đến trường là được đội ngũ giáo viên và tình nguyện viên rất nhiệt tình. Mong muốn nhất là sao ổn định và cái ổn định học, rồi cái nhà trọ thì cũng thấy nghe nói cũng hơi khó khăn. Tí rồi cũng để thôi giờ phải tự ra ngoài tìm. Để tạo điều kiện thuận tiện cho thí sinh và người nhà làm thủ tục xác nhận nhập học, các trường đại học đều bố trí khu vực đón tiếp tại các hội trường lớn có quạt mát, đầy đủ bàn ghế và các biển chỉ dẫn rõ ràng. Lực lượng sinh viên tình nguyện cũng được bố trí hỗ trợ thí sinh và người nhà từ cổng trường đến khu vực làm thủ tục. Theo thông tin bước đầu, trường Đại học Luật năm nay có số lượng thí sinh trúng tuyển khá cao và khả năng tuyển trên 100% chỉ tiêu. Khi có kết quả cái lọc ảo của Bộ chuyển về, thì nhà trường cũng đã tổ chức điện thoại cho tất cả các cái em thí sinh của nguyện vọng 1 cũng như là nguyện vọng 2. Thì đến cái thời điểm mà trước khi nhập học, tức là 17 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2022, thì cái số lượng ở đây các bạn đăng ký để đến trường nhập học thì cái số lượng là vượt hơn so với lại chỉ tiêu.
Và suốt trong cái thời gian qua từ ngày 15 tháng 9 thì rất nhiều phụ huynh cũng đã đưa con về Huế để thực hiện cái công tác chuẩn bị trước, thuê phòng trọ rồi đến tổ chức các cái tham khảo nhà trường, thăm nhà trường để đến nhập học. Và chúng tôi chắc chắn rằng năm nay là cái chỉ tiêu sẽ vượt trên 100%. Một trong những điểm mới đáng chú ý trong quy trình nhập học của thí sinh năm nay đó là các thí sinh sẽ phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ trước khi hoàn thành các thủ tục nhập học tại trường đã trúng tuyển. Đại học Huế cũng đã có nhiều thông báo hướng dẫn về các bước thí sinh cần làm để xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, để tránh sai sót thì khi thí sinh đến hoàn thành thủ tục nhập học, các trường không chỉ tổ chức hướng dẫn cho thí sinh mà còn chủ động xem xét giải quyết hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan để giải quyết các vấn đề của thí sinh theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh. Đối với khoa kỹ thuật công nghệ thì một đơn vị mới, chỉ tiêu tuyển sinh không có nhiều. Do đó cái số lượng thí sinh cũng bắt đầu từ ngày 19 đến hôm nay thì cũng hơn 20-30 em đã bắt đầu nhập học vào khoa. Và các em trong quá trình vào nhập học thì khoa đã check cái hệ thống để xem các em đã xác nhận nhập học ở trên hệ thống chưa. Và từ đó thì cũng hỗ trợ cho các em xác nhận luôn đồng thời trên hệ thống máy tính của tại khoa để các em hoàn thiện các cái thủ tục vừa xác nhận nhập học đúng theo cái quy định của Bộ và đồng thời hoàn thiện các cái hồ sơ nhập học tại đơn vị quản lý đào tạo. Trên cơ sở thí sinh nhập học thì Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế sẽ có cái thông báo tuyển bổ sung đợt 1. Và ngày 22 tháng 9 vừa rồi thì Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã thông báo tuyển bổ sung gần 3.000 chỉ tiêu cho cái đợt tuyển bổ sung đợt 1 này. Và dự kiến là các em sẽ đăng ký từ ngày 22 tháng 9 đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9 trên cổng tuyển sinh của Đại học Huế bằng phương thức trực tuyến. Và sau đó thì dự kiến đầu tháng 10 thì Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế sẽ công bố kết quả và thông báo chính thức trúng tuyển đợt bổ sung cho các em để các em kịp nhập học cũng giống như đợt 1. Là năm đầu tiên có đổi mới trong phương thức xác nhận nhập học, Đại học Huế cho biết vẫn còn một số khó khăn vướng mắc xảy ra trong quá trình thí sinh đăng ký xét tuyển xác nhận nhập học, như một số thí sinh trúng sơ tuyển nhưng các tiêu chí phụ không đạt, dẫn đến dữ liệu trúng tuyển trên cổng thông tin của Bộ chưa chính xác, hay một số thí sinh chưa nộp lệ phí nhập học trực tuyến thành công, v.v. Đại học Huế và các trường thành viên sẽ chủ động xem xét giải quyết hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan để giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh. Chúng tôi đã chỉ đạo các trường, tức là tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các em. Các em có thể không nhập học trực tuyến, nhưng cũng có những trường hợp các em là nhập học trực tiếp ở tại trường. Như vậy là trên hệ thống Bộ không có, nhưng ở trường là có. Thì mục đích cái nhập học này là để làm gì? Để thống kê được cái số liệu các em không nhập học thực tế để cho các trường thông báo tuyển bổ sung. Thì chúng tôi đã chỉ đạo các trường và thống kê như vậy và cuối đợt thì sẽ tập hợp báo cáo cho Bộ. Như vậy là vừa thống kê xác nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh Bộ, vừa tạo điều kiện cho các em nhập học ở trường thì tạo thành cái số liệu đó là nhập học chính thức. Năm nay mức điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 tại các trường thành viên Đại học Huế có tăng nhẹ, số thí sinh xác nhận nhập học cũng khá đông trong những ngày này. Theo thông tin từ Đại học Huế cho biết, trong đợt 1, Đại học Huế có khoảng 13.500 thí sinh trúng tuyển các ngành. Đây là một con số khá tốt, tuy nhiên cũng sẽ có một vài ngành phải tuyển bổ sung, trong đó có nhiều ngành thuộc nhóm ngành tại các trường đại học nông lâm, nhóm ngành tại trường đại học khoa học, sư phạm cùng các đơn vị khác. Chuyên đề giáo dục và tri thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên đề tiếp theo.